Có lẽ em cũng suy nghĩ về anh như bao người khác. Ai cũng nói anh với em là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Sau lần chia tay đó, mình sợ yêu rồi lại chia tay. Hồi nãy có người gửi quà cho em mà em không có ở nhà. Còn gì nữa không anh? Hết rồi. Thôi anh về nha. Bao nhiêu năm sao mình vẫn không thể nói sự thật? Mình với cô ấy là hàng xóm 14 năm. Có lẽ nếu không thành công, mình sẽ lại mất tình bạn. Anh ấy là mình vui và cảm xúc. Chẳng lẽ bao nhiêu năm mình vẫn như vậy? Mình cần phải có một nơi thích hợp, một thời điểm thích hợp và vượt qua nó sợ hãi thất bại. Con phải cho người ta thấy con người thật của con. Con sẽ tìm cách làm điều đó. Anh ấy luôn làm cho mình bất ngờ và đúng tâm lý những điều mình thích. Đã đến lúc mình sẽ phải thể hiện tình cảm của mình bằng cách đặc biệt. Anh mong món quà này sẽ phần nào thay lời muốn nói, để em hiểu được những suy nghĩ trong anh trong những năm qua. Lần này là của anh hay là của ai nữa? Của anh. Em biết tất cả những món quà từ trước đến giờ đều là của anh tặng cho em. Nhưng đối với em, đây là một món quà rất là lớn, ý nghĩa và là món quà em cần nhất. Anh định hát tặng em một bài nhưng mà anh run quá, anh không nhớ lời nào hết. Anh chỉ biết nói thật lòng mình. Anh biết em cũng suy nghĩ về anh như những người khác mà thôi. Không, em không nghĩ về anh như vậy đâu. Thời gian sẽ qua, hãy nắm bắt yêu thương, tự tin bước đi để tìm được tình yêu, cùng nhau khắc dấu yêu thương, tình yêu sẽ đến bên ta, cùng nhau khắc ghi ngày mai sáng tươi.